Đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách khóa ứng dụng mà không cần sử dụng tới app gì này. Đây ví dụ như anh em muốn khóa hình ảnh này, ấn vào này, tự động nó sẽ khóa màn hình. Như này thì anh em cũng cần phải yêu cầu mật khẩu hoặc là Face ID của anh em thì mới vào trong được. Đấy, Ok chưa? Đấy, ví dụ như những ứng dụng met hay là bất kỳ ứng dụng nào cũng vậy, anh em ấn vào thì tự động nó sẽ khóa màn hình lại và nó yêu cầu anh em là nhập mật khẩu vào thì mới vào trong được. Ok nhá. Thì để làm được cách này thì đầu tiên anh em sẽ làm theo mình này, anh em sẽ vào cái ứng dụng phím tắt này. Tiếp theo ở đây thì anh em vào tự động hóa nhá. Tiếp theo anh em chọn vào tạo mục tạo thư mục tự động hóa cá nhân này. Rồi anh em sẽ giờ xuống tìm giúp mình cái phần ứng dụng này. Đấy. Rồi ở đây thì anh em sẽ ấn vào chọn ứng dụng. Rồi anh em chọn vào giúp mình. Thì đây mình sẽ làm cách đây. Ở đây thì anh em sẽ chọn những cái ứng dụng nào mà quan trọng nha anh em khóa nhá Như là ảnh này, Messenger này, Facebook, Zalo hay là bất kỳ cái ứng dụng nào anh em muốn khóa. Xong anh em ấn tiếp này. Xong rồi ở đây anh em ấn sẽ ấn tiếp này. Rồi tiếp theo ở mục tìm kiếm này anh em sẽ gõ cho mình là khóa màn hình giúp mình nhá. Đây anh em chỉ việc gõ chữ khóa này thì nó sẽ ra màn hình khóa này. Đấy anh em chọn vào giúp mình. Rồi ở đây xong chọn xong này anh em ấn vào tiếp này. Rồi anh hỏi trước khi chạy thì anh em tắt giúp mình nhá, tắt nhá. Rồi ấn xong này. Rồi ở đây thì bây giờ anh em sẽ quay ra ví dụ như vào ứng dụng ảnh này. Đây mình vào cho anh em xem đấy, tự động nó sẽ khóa lại thì không có phê đi không có mật khẩu thì nó sẽ không vào được nhá tất cả ứng dụng khác cũng vậy nhá. Thì cái này yêu cầu là iOS từ 16.4 trở lên nhá. Anh em nhớ cập nhật lên iOS mới nhất nhá. Đây, ok rồi nhá. Chúc anh em thành công nha.